Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ làm cái slide này. Thì chúng ta sẽ làm nó như thế nào? Thì bây giờ anh sẽ lưu ảnh nó về. Anh sẽ lưu ảnh nó về. Chúng ta sẽ lưu nó vào trong thư mục image, ví dụ anh sẽ để là SL1. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ có cái slide số 2. Chúng ta sẽ là SL2. Tiếp theo chúng ta sẽ có slide số 3. Nó sẽ là SL3. Đó, ok chưa? Và slide số 4 là sử như vậy. Anh sẽ dùng 4 slide thôi. Đó, chúng ta có các slide như thế này. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một trang để hiển thị cái slide này. Thì chúng ta sẽ show nó như thế nào? Đây, ví dụ anh tạo ra một trang gọi là shopping slide.html. Rồi, ok, chúng ta sẽ có tiêu đề trang là shopping slide. Đó. Chúng ta sẽ có một cái thẻ div. Ở đây anh sẽ có class là container. Đó, được chưa? Và trong này anh sẽ có một cái div class là slider. Chưa? Trong đây anh sẽ có các thẻ image có class là slide item. Đó, các bạn đợi một chút. Thì anh sẽ có cái slide class image là slide item, anh có các ảnh tương ứng. Image anh sẽ có sl1.jpg. Chúng ta chạy thử trang này lên. Đó. Thì chúng ta sẽ có cái nội dung như thế này. Đây, chúng ta sẽ có được cái nội dung như thế này. Tương tự anh có các ảnh 2, 3 và 4. Chúng ta chạy lên này. Đó, ok chưa? Bây giờ anh sẽ CSS cho nó như sau. Đầu tiên, chúng ta sẽ CSS cho phần container. Đối với class container thì anh sẽ để display là flex. Đó, đơn giản như vậy. Được chưa? Và anh sẽ làm gì? Ng này. Anh sẽ justify content width 100% này. Đó, body anh sẽ reset một chút, margin 0 và padding 0. Được chưa? Tiếp theo anh sẽ định nghĩa cho cái container này với thuộc tính là justify content như thế này. Mọi thứ nó sẽ ra giữa. Anh sẽ đưa nó ra giữa. Chúng ta đang có một cái giá trị gì đó bị thừa. Các bạn có thể nhìn lên đây, chúng ta đang bị thừa một cái giá trị nào đấy. Đó. Được chưa? Thì đối với thuộc tính slide thì anh sẽ làm như sau.
anh sẽ định nghĩa cái position là relative. Tất cả các ảnh trong slide anh sẽ để là absolute. Khi mà anh để position absolute cho ảnh này thì lập tức tất cả các ảnh nó sẽ nằm đè lên nhau như thế này, được chưa? Đó, ok chưa các bạn? Bên trang Shopee của chúng ta có một cái icon như thế này. Chúng ta sẽ làm việc đó. Được. Chúng ta sẽ làm việc đó. Vấn đề của anh là anh muốn đưa cái này ra giữa. Thì chúng ta sẽ đưa nó ra giữa. Body. À, container. Container anh đang để justify content display flex và justify align item center. Nó đang không ra giữa. Chúng ta sẽ kiểm tra nào. Container đây justify, sorry, justify là center. Sorry các bạn. Đó, thì lúc này mọi thứ nó sẽ ra giữa như thế này. Và anh sẽ bỏ cái này đi. Đó, nhưng cái này đang có vẻ hơi sai này. Slide. Anh sẽ làm đơn giản hơn, anh đặt cả cái body đi. Thì ở đây anh chỉ cần có cái này thôi là đủ. Không cần đến cái container thì nữa. Đó. Sẽ đặt background cho xong này. 2 × 100 pixel. Sử như vậy xem nó ra giữa chưa? Rõ ràng nó đang ra giữa. Đó, thì cái ảnh này, chúng ta trả lại cái ảnh này. Chúng ta xem cái ảnh là bao nhiêu. Anh sẽ đặt cái kích thước cho cái thẻ slide này. 931. Có nghĩa là cái slide này sẽ có đủ rộng bằng 931 pixel. Chiều cao đang có, chiều cao là 279. 279 pixel. Đó, nó sẽ ra giữa như thế này. Và anh sẽ đặt merge top cho thằng này. Rồi, ok, vậy là chúng ta có được cái slide như thế này, được chưa các bạn? Bây giờ công việc của chúng ta là gì? Chúng ta sẽ anh sẽ để background cho cái body này, anh sẽ để cái mã màu này, đó. Chúng ta sẽ thêm hai cái button next và free. Chúng ta sẽ thêm nó như thế nào? Đây, thì chúng ta sẽ có một cái danh khách sách các thẻ ULLI ở dưới này. Chúng ta thêm được các icon. Sẽ thêm một cái thẻ A là next này. Với class là next. Một cái thẻ A nữa là preview. Đó. Với class là preview như thế này. Rồi. Bây giờ anh sẽ định nghĩa cho cái class này như sau. A chấm position absolute và tất cả những thẻ A ở trong
Class slide thì anh sẽ định nghĩa như sau: display block kết quả 90 pixel, 2 khoảng 45 pixel. Background sẽ bằng RGBA như thế này. Anh sẽ lấy đúng cái bên này cho nó trong, cho nó giống một chút thì anh sẽ lấy cái này. Thì anh sẽ lấy đúng độ trong của cái này. Chạy thử lên này. Chúng ta sẽ điều chỉnh lại cái Z index cho thẻ A này. Đó, nó sẽ phải nằm trên tất cả các thẻ khác. Và chúng ta sẽ, các bạn nhìn thấy đây, thẻ A nó đây này. Chúng ta sẽ đi điều chỉnh lại một chút cho thẻ A, text decoration. Năm align, align center, đó, color sẽ là màu trắng. Các bạn ngay lập tức sẽ thấy chúng ta có hai cái này và line 2 anh sẽ để khoảng 45 pixel. Đối với next anh sẽ để nó nằm ở bên trái là 0 pixel và tốt. 120 pixel. Đây, thì nó sẽ nằm đúng ở vị trí này, được chưa các bạn? Được chưa? Không chấm ví dụ anh để là 25 này, cho nó nổi hơn tí nữa. Đó, được chưa? 0.1 đi, chuyển thành màu, quá lớn. Đó, anh để như thế này đi. Được chưa các bạn? Next free này. Cái width này giả sử anh sẽ chuyển xuống còn 60 thôi. Đó, được chưa? Đối với free thì tương tự. Copy cái này cho free. Free này. Thì lúc này nó sẽ là left. Đó. Next. Ok chưa? Được chưa các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Thì chúng ta vừa làm vừa phân tích nhé. Điều chỉnh lại cái này một chút. Rồi, sẽ mờ mờ như thế này. Always. Anh sẽ để là bold. Đó. Bây giờ anh sẽ viết sự kiện khi người dùng click vào đây. Và khi click vào đây thì anh sẽ làm gì? Thì chúng ta sẽ làm như sau. Mỗi cái ảnh này anh sẽ đặt thêm một cái thuộc tính là number. Ảnh đầu tiên sẽ có giá trị là 0. Được chưa các bạn? Ảnh số 2 có giá trị bằng 1. Ảnh số 3 sẽ có giá trị bằng 2. Thì đây là anh đặt theo thứ tự mà thằng jQuery nó hiểu về thứ tự ở trong. Thứ tự có thể HTML ở trong jQuery. Được chưa? Và anh sẽ nhúng jQuery vào. Cái này thì anh sẽ sử dụng jQuery. jQuery 3.5. Đây, anh sẽ lấy bảng min của thằng jQuery 3.5 anh nhúng nó vào. Chúng ta sẽ nhúng JS vào như thế này. Đó. Được chưa? Thì vấn đề của chúng ta bây giờ là làm gì? Khi mà chúng ta nhấn next thì chúng ta sẽ phải lấy được cái ảnh mà nó đang làm gì các bạn? Lấy được cái ảnh nó đang hiển thị để chúng ta ẩn nó đi và thay thế bằng cái ảnh khác. Được chưa? Thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ viết jQuery ở đây như thế này.
Đó, cú pháp để chúng ta bắt đầu với lệnh của jQuery. Từ nhá. Ok. Đó, được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ viết sự kiện khi người dùng nhấn next. Chấm click. Function. Đó. Thì chúng ta sẽ làm gì các bạn? Chúng ta sẽ tìm ra những image mà là visible, có nghĩa là những cái image mà nó đang hiển thị ấy. Được chưa? Thì đồng nghĩa với việc là khi mới chạy vào thì anh sẽ ẩn hết tất cả cái khác đi. Display. Anh sẽ để opacity đi. Opacity bằng 0. Display none đi. Đó, được chưa? Khi mới chạy vào thì anh sẽ ẩn hết tất cả mọi thứ đi. Đó, nó sẽ chỉ còn cái đầu tiên là hiển thị thôi. Được chưa? Thì khi nhấn next, anh sẽ tìm đến những thẻ image có class là item và đang visible. Visible như thế này. Visible như thế này. Đó, anh chấm le để xem là thực sự nó có hay không. Đó. Ok, chúng ta chạy lên này. Nó đang không nhận cái visible jQuery. Đây. Selector này thì đang đúng, chưa có gì sai cả. Visible. Chạy lên này. Nó đang chưa nhận. À, chấm len, sorry các bạn. Sẽ không có len, không phải là hàng. Thế khi mà anh nhấn này, anh nhấn visible như thế này. Đó thì nó tìm ra được một, được chưa các bạn? Được chưa? Thì lúc này anh sẽ lấy ra được cái visible của anh, sẽ khai báo một cái biến gọi là image visible bằng như thế này. Được chưa? Được chưa? Và anh sẽ lấy ra được cái vị trí của cái ảnh visible. Thì anh sẽ chấm ATTR và anh lấy cái thuộc tính number. Đó thì anh alert nó lên thì chúng ta xem là à, cái vị trí của cái ảnh mà đang hiển thị đấy là ở vị trí bao nhiêu. Thì nó báo là vị trí số 1. Number nó phải là 0 mới đúng chứ nhỉ? À rồi, không. Nó đang là 0 các bạn nhé. Đây. Được chưa? Thì đồng nghĩa với việc là anh sẽ lấy ra được cái ảnh tiếp theo. Class next image. Next image sẽ bằng cái gì? Sẽ cộng bằng với cái này. Đó. Thì cái này chúng ta sẽ parser nó ra. Số số nguyên đi. Đó. Thì lúc này chúng ta sẽ biết được cái ảnh tiếp theo là cái nào dựa vào cái number này. Này. Một. Đó thì nó là ảnh có number là 1. Được chưa các bạn? Được chưa? Bây giờ anh thử này. Anh sẽ làm như này để các bạn sẽ hiểu này. Thì cái này less, anh gọi một cái biến là constant
img selector select visible bằng cái này, và chúng ta sẽ chuyển đây như thế này đó. Ok chưa? Khi mà chúng ta nhấn next thì chúng ta sẽ ẩn cái này đi, sẽ ẩn cái ảnh mà đang visible kia bằng phần 2, giả sử như vậy. Đây, các bạn nhìn này, đó, ẩn nó đi rồi. Sau khi mà ẩn nó đi thì có nghĩa là chúng ta sẽ phải hiển thị cái ảnh tiếp theo lên. Ảnh tiếp theo thì lúc này chúng ta sẽ tìm đến cái ảnh tiếp theo với cái vị trí next image này này, thì anh sẽ làm như sau. Equal number thì chúng ta sẽ truyền đây là anh sẽ tìm đến cái ảnh này có vị trí EQ, các bạn còn nhớ không? EQ là chúng ta lấy ra vị trí ảnh tương ứng, được chưa? Và anh chấm sâu. Đây, anh sẽ làm đơn giản lên như thế này để các bạn hiểu đã. Đây, các bạn nhìn nhé, khi mà nhấn next này, đó, được chưa? Thì việc chúng ta nhấn preview cũng tương tự, nó chỉ khác là chúng ta xử lý bằng cách trừ thôi. Đây, anh sẽ làm như sau, thì anh sẽ khai báo những cái biến này ở bên ngoài, đó, được chưa? Thì ở bên trong này chúng ta sẽ chỉ khác nhau bởi dấu trừ này thôi. Đó. Ok chưa các bạn? Trừ. Đây, anh thử này. Chỗ này của chúng ta nó sẽ là preview. Đấy. Lùi. Lùi đây nó đang không hiểu. Chúng ta sẽ phải đưa cái này vào. Phải đưa lại vào. Lát nữa chúng ta sẽ tối ưu viết hàm nó ngắn gọn hơn. Next này. Lùi, đó các bạn nhìn thấy chưa? Next, lùi, next, lùi. Đó, được chưa? Thì các bạn có thể dùng cái hiệu ứng này thì nhìn nó sẽ ok hơn này. In, cái là fire. Đây, chúng ta sẽ thử lên. Đó. Đó, nhìn nó sẽ mượt hơn. Đó, được chưa? Nếu mà nhấn next tiếp này. Đó. Đó, ok chưa? Nếu nhấn lui này. Đó, được chưa? Nhưng nó sẽ còn một vấn đề nữa. Vấn đề đây là gì? Từ từ anh sẽ tối ưu chỗ này bằng cách là anh sẽ tạo ra một cái hàm function gọi là change image. Đó, tức là thay đổi cái ảnh thôi. Function này khi mà click vào thì anh sẽ chỉ cần nhận cái giá trị type của chúng ta là next hay là free thôi. Đó, được chưa? Anh sẽ xử lý ở dưới này như thế này. Chúng ta sẽ viết tất cả vào đây. Và chúng ta sẽ kiểm tra ở đây là nếu mà cái style kia bằng next như thế này thì chúng ta sẽ thực hiện phép cộng ở đây. Trái lại thì chúng ta sẽ thực hiện phép trừ. Đó, nó sẽ đơn giản như thế này. Được chưa các bạn? Test ban đầu thì sẽ bằng 0. Ok chưa? Anh sẽ khai báo led hết cho nó nhất quán. Đó. Thì lúc này mỗi lần gọi chúng ta chỉ cần gọi đến trên email và truyền vào đây là free. Và trên này chúng ta sẽ xử lý bằng cách là trên email nhưng chúng ta truyền vào là next. Hàm của chúng ta đã tối ưu hơn rồi. Được chưa các bạn? Mọi thứ sẽ xử lý ở trong đây. Thì chúng ta có thể viết ngắn gọn hơn và nó đẹp hơn thì chúng ta viết nó như thế này. Nếu là next thì chúng ta sẽ xử lý cộng với giá trị ở trên, trái lại thì trừ.
Đó. Khi mà anh làm những cái ví dụ như thế này cho các bạn ấy, thì nó sẽ giúp các bạn cái hướng để các bạn tư duy và các bạn liên kết với những cái mà các bạn gặp phải để các bạn xử lý. Chứ chúng ta sẽ không thể đi học hết tất cả các case study trong thực tế được, bởi vì nó sẽ là rất lớn, số lượng kiến thức sẽ rất lớn. Mà là các bạn dựa vào những bài toán nhỏ này và chúng ta sẽ phân tích, giải quyết những cái vấn đề các bạn sẽ gặp phải. Được chưa? Bây giờ anh chạy chạy lên này. Next, next, next. Free, free, free. Đó, được chưa? Nhưng với cái này nó sẽ có một vấn đề nữa, đó là gì? Các bạn biết là chúng ta có tất cả bốn ảnh. Được chưa? Và khi mà next thì cái giá trị equity number này nó sẽ tăng đến vô cùng. Được chưa? Đây. Mỗi lần chúng ta sẽ console log cái giá trị equity number ra để chúng ta có thể nhìn thấy này. Equity number. Đây, các bạn có thể nhìn thấy nó như thế này. Giá trị của nó là sẽ tăng vô cùng. Anh nốt lại trang này, ban đầu next này, thì nó sẽ là 1 này, 2 này, 3 này, 4. Đó, đến cái thứ 4 mà chúng ta click nữa thì có nghĩa là gì? Nó sẽ không có ảnh nào nữa. Được chưa? Nên đến khi click cái thứ 4 thì chúng ta sẽ xử lý là phải trả nó về vị trí số 0. Có nghĩa là gì? Có nghĩa ở đây chúng ta sẽ phải xử lý như sau. Nếu mà equity number mà bắt đầu lớn hơn hoặc bằng 3, trong trường hợp này anh sẽ dùng cái này thì nó sẽ tự động này. Lớn hơn hoặc bằng bằng cái gì? Bằng cái anh sẽ chấm image, tức là lấy tổng số image ấy, chấm len như thế này. Lớn hơn hoặc bằng len thì anh gán lại cái equity này về bằng 0 để mà nó quay về cái ảnh ban đầu. Đây. Được chưa? Các bạn thử nhé. 1 này, 2 này, 3 này, 4. Đó. Cứ bằng cái là nó sẽ quay về ban đầu, được chưa? Thì tương tự đối với free này thì sao? 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này. Chúng ta sẽ console log cái này lên. Console log cái này lên thì các bạn sẽ thấy những con số nó thay đổi này. 0 này, trừ 1 này. Đó, trừ lại lên 2 này. 1 này. 0 này. Đó, được chưa? Thì đối với EQ trường hợp là trừ kia thì nó cũng đang khá là loạn, thì các bạn hoàn toàn có thể xử lý là nếu mà cái ảnh này nó đang ở vị trí số 0, có nghĩa là cái này này nó đang là 0. Đấy, chúng ta phải xem cái này này thì chúng ta mới biết được. Đấy. Đấy, rõ ràng nó là 0 đúng không? Thì click lên 0 thì ở đây chúng ta đang nhận được cái QTI bằng bao nhiêu? Nó là trừ 1. Đó, trừ 1 thì bản chất nó lấy ra cái cuối cùng. Đó, sau đó trừ 1 kia nó lại cộng với 1. Hơi loạn, nhưng mà sẽ không sao. Nói chung trong trường hợp này không sao, nhưng các bạn nên xử lý như thế này. Nếu mà cái này bằng 0, nếu mà cái này bằng 0 bằng 0 thì chúng ta sẽ làm gì? Thì chúng ta sẽ khai báo cái PTI này. Về bằng cái len từ 1 đó, thì nó sẽ bằng cái này trừ 1 thì có nghĩa là nó lấy ra cái vị trí số 3. Thì lúc này chắc chắn các bạn sẽ thấy là chúng ta lấy ra cái cuối cùng. Đây. Nó là 3.
Đó, thực chất thì nó cũng đang đúng rồi. Đó, lại về ba như thế này. Nhưng mà các bạn kiểm soát được như thế này thì nó sẽ tốt hơn. Đó, được chưa các bạn? Được chưa? Thì đây là một cái bài về slide mà anh muốn hướng dẫn cho các bạn. Để các bạn khi mà gặp nó thì các bạn hoàn toàn có thể giải quyết được. Đó, nó đơn giản như thế này. Và chỉ mất một vài dòng code thôi. Đó. Còn các bạn muốn xử lý nó trượt trượt giống như bên Shopee này thì các bạn có thể sử dụng thêm cái animation của thằng jQuery để các bạn làm. Đó, được chưa? Đấy, đây cũng là một dạng slide. Rồi, tiếp tục chúng ta xem ở trên Shopee này nó sẽ còn những case study này. Đó, cái mà anh vừa xử lý thì đã giải quyết được câu hỏi của Hiếu. Muốn cho tự động chạy, à rồi, cái này hay. Thì trong JavaScript nó hỗ trợ cho chúng ta một cái hàm rất là hay, là chúng ta sẽ quy định khoảng bao nhiêu lâu thì nó gọi một lần. Thì nó có một hàm gọi là set interval. Đây. Interval. Anh sẽ demo cho các bạn cái hàm này để các bạn hiểu được. Set interval là cứ bao lâu thì nó chạy một lần. Đây, thì anh test để cho các bạn có thể hiểu được. Ví dụ, anh định nghĩa cái hàm set interval ở đây như thế này. Đó, cứ một giây thì anh sẽ chạy một lần. Ví dụ anh control log ra cái new đấy giờ hiện tại đấy thì các bạn thấy là khi mà anh chạy trang này của chúng ta lên này cứ một giây nó sẽ control log ra một lần. Đó, ok chưa? Thì đơn giản thôi, bây giờ chúng ta sẽ ứng dụng nó vào. Cứ khoảng 2 giây chúng ta sẽ click vào cái thằng này một lần. Click vào next thì cứ thế là nó chạy xoay vòng thôi. Đây. Chúng ta sẽ gọi đến thằng next này chấm click thì các bạn ngay lập tức các bạn sẽ định nghĩa ra được nó sẽ chạy tự động. Ví dụ anh chạy lên này. Sau 2 giây đó đó cái phase in này thậm chí là chúng ta sẽ để khoảng chậm một tí thì nhìn nó sẽ chất hơn. Đó, các bạn nhìn thấy nó chuyên nghiệp hơn. Lớp mình hiểu cái cây này chưa? Các bạn hiểu cái này chưa? Chỗ này Hiếu ok chưa? Rồi, ok. Đó, thì đối với JavaScript thì và JS để giải quyết tất cả những bài toán mà các bạn nhìn thấy ở trên một trang web ấy, thì nó cũng đơn giản thôi, nó sẽ không khó như các bạn đang nghĩ đâu. Rồi, ok.